Xin chào các bạn, hôm nay Cuộc Sống Bị lại dẫn dắt các bạn đi đến nơi này. Đây là một cái nơi giải trí vui chơi đó các bạn. Các bạn có thấy là cái mặt sông nước trong xanh, có những đàn vịt hoang gợn sóng. Còn đây là cái phía ở trên thành cầu mà mình nhìn xuống đó các bạn. Cái khung cảnh nhìn rất là đẹp, thiên nhiên, nước trong xanh. Ở phía dưới thì các bạn có thấy có những đàn cò trắng bay không các bạn? Nhìn rất là đẹp. Rất tiếc là hôm nay không được lên cái tường hành trắng giữ nước ở Apagash để nhìn toàn cảnh xung quanh. Còn đây là ở trên phần đồi, có nhiều người cắm trại đó các bạn. Túp liều xanh là họ đang cắm trại đó. Rồi mình đi đến đây này là một cái cà phê sân vườn. Thiết kế ở phía trên nhìn rất là bắt mắt ha. Mình đi vô đây thì mình thấy cái không gian rất là sạch sẽ, thoáng. Và nơi này rất là nhiều gió các bạn ơi. Nhìn ở nơi này thì mình lại nhớ đến cái cà phê sân vườn của Việt Nam quá chừng luôn. Ở trong đây họ bán nước giải khát, có kem lạnh nữa. Các bạn thấy họ bố trí rất là sạch sẽ và gọn gàng ha. Nhưng mà đang là mùa dịch cho nên rất vắng người. Cái nơi này là nơi cho các bé nhỏ chạy xe xung quanh những cái vòng xuyến đó các bạn. Có cái khu dễ chơi, vui chơi giải trí dành cho trẻ em như vậy, là người lớn và trẻ em được đến đây để như là kiểu là kỳ nghỉ các bạn, rất là thoải mái luôn. Còn cái bên nữa là các bạn thấy một cái Kokodingu, là cái nhà hơi của dành cho con cá sấu màu đỏ các bạn. Đó, từ xa thì các bạn thấy một cái tường thành trắng giữ nước đó, đó là Apagash. Còn đây là những cái xe đẩy mà họ bán những cái hộp bắp. Cái này thì chỉ có cuối tuần đông khách thì họ mới dẫn ra những chiếc xe như thế này họ bán các bạn. Còn ở đây thì mình đang đi tới đó chính là một chiếc xe lửa. Đây là chiếc xe lửa để thăm viếng, tham quan rồi này các bạn. Nhìn chiếc xe lửa các bạn nhìn thấy nó giống như là một chiếc xe cổ gì đó. Nó chạy xung quanh cái làng này để mình tham quan du lịch này kia. Nhìn rất là lạ lẫm luôn. Mình cũng rất thích thú chiếc xe này. Rồi tụi mình đang đi tới một chiếc xe khác, đó chính là chiếc xe bus. Đây là chiếc xe bus đi xuống nước đó các bạn. Người ta kêu là le bus aqua bus, có nghĩa là chiếc xe bus này nó sẽ đi xuống nước để cho mình tham quan. Nhìn rất là lạ, ở trên chiếc xe nó có ghi là Le Crocodile. Các bạn thấy không, tuy là đang là mùa dịch nó cũng vắng lắm luôn, nhưng mà cũng có rất là nhiều xe đậu đó. Nếu mà các bạn nghĩ đi không có mùa dịch thì ở đây đây chắc sẽ không có xe, không có chỗ để mà đậu luôn á các bạn ơi. Đi đến đây thì mình thấy có chiếc xe camping car nè các bạn. Đây là chiếc xe mình có thể đi du lịch ở tất cả các nơi để mình có thể ngủ lại ở trên xe mà không phải đi khách sạn tốn tiền. Các bạn nhìn thấy khung cảnh từ xa mình tham quan, mình xem mọi người vui chơi giải trí, nhìn rất là đẹp đúng không? Khung cảnh rất là tuyệt vời. Cái vùng ngoại ô mình ở thì nơi đâu cũng gặp những chú bò này hết. Chú bò này chăm chỉ ăn cỏ ngoài đồng, nhìn rất là bình yên luôn.
Đó là cái thành tường thành giữ nước đó các bạn. Rồi mình đi đến nơi này trong Lac de l'Eau d'Or, thì nơi này cũng là cái nơi thú vị để cho mọi người khám phá, đó chính là Natural Park. Thì cái cô này là người hướng dẫn để cho chúng ta biết cách mà đi chuyền dây, giống như kiểu như là đu dây đó các bạn, trong những cái rừng rậm như thế này á. Thì lúc đầu mình không biết thì họ cũng hướng dẫn cho mình cách đi như thế nào, cách thắt dây an toàn như thế nào. Đa phần là chúng ta đi ra ngoài lúc nào cũng đeo khẩu trang hết. Đó là lệnh mới đó các bạn. Thì trong những người mà đến vui chơi giải trí như thế này á, thì cũng có một phần là người nói tiếng Pháp và một phần người nói tiếng Hà Lan đó các bạn. Thì cái người hướng dẫn họ sẽ nói và viết được 2-3 tiếng, cho nên khi mà nói được một lần với một cái ngôn ngữ Pháp thì sau đó họ sẽ nói dịch lại cho thành ngôn ngữ Hà Lan để cho mọi người khác đều nghe và hiểu. Khi mà mình đi vô trong nữa thì mình sẽ thấy những người họ đi trên những cái dây như thế này, mình nhìn rất là khó đi luôn các bạn ơi. Nhưng mà đi rồi, biết rồi chắc cũng sẽ quen mà thôi. Không sợ, mình rất thích đi những cái phiêu lưu như thế này. Cái khu này rất là lớn cho nên nhiều người rất là đi rất là đông. Còn đây là những cái cánh buồm ngoài khơi với các bạn đó, các bạn có thấy người ta đu dây này không? Khi mà nhìn thấy những cái cánh buồm này cảm thấy rất là thích thú luôn. Lần tới thì có dịp mình sẽ đi qua phía bên đó để quay video cho các bạn xem về những cái cánh. Ở đây mình bắt gặp cái cô thiên nga ở dưới nước nè, nhìn rất là đẹp á các bạn. Thiên nga đang trông giữ con của mình đó, cho nên mình tiến lại gần quay phim. Các bạn thấy có cái chú giống như chú vịt nhỏ không? Đó là con thiên nga con đó. Còn đây là những cái hình ảnh sau khi quay phim mình chụp lại để lưu giữ kỷ niệm đó các bạn. Gió rất là lớn luôn cho nên không được chụp rõ lắm đó các bạn ơi. Cầm máy mà nó cứ rung 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 mãi. Coi như video hôm nay được giải stress. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.